cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hưng Yên đang trở thành địa chỉ sáng thu hút hàng chục các nhà đầu tư FDI đến tìm hiểu và đầu tư. Tỉnh Hưng Yên hiện đã thu hút gần 600 dự án đầu tư FDI với tổng số vốn đăng ký hơn 7,6 tỷ đô la Mỹ. Nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kết cấu hạ tầng đang được tỉnh Hưng Yên đầu tư mạnh mẽ với số lượng dự án và quy mô lớn nhất từ trước đến nay, như đường vành đai 4, dự án đường bộ nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Trong quá trình phát triển, Hưng Yên đã đặc biệt chú trọng việc thu hút kêu gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển hạ tầng đô thị nhằm giải quyết bài toán về nhà ở cho người dân, chuyên gia, người lao động cũng như các điểm đến vui chơi mua sắm đẳng cấp nhằm nâng cao đời sống chất lượng của tỉnh. Bên cạnh đó, Hưng Yên có vị trí địa lý thuận lợi khi tiếp giáp với hai đường cao tốc lớn cùng cơ sở hạ tầng đồng bộ chất lượng cao, đã góp phần đưa Hưng Yên trở thành điểm sáng trong mắt các nhà đầu tư. Tính riêng khu công nghiệp số 3 do Công ty Cổ phần Quản lý Khu công nghiệp Ecolin làm chủ đầu tư được đánh giá là khu công nghiệp có tiến độ thu hút tốt. Cụ thể, qua 9 tháng, đã có gần 20 dự án trong nước và nước ngoài đến từ các nước Singapore, Australia, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc vào đầu tư trong khu. Các ngành đầu tư bao gồm điện tử công nghệ cao, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ, logistics. Trong tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê của khu là 114 ha, đã có 59% diện tích có doanh nghiệp vào thuê. Khu công nghiệp có 3 lợi thế nằm trong tổ hợp khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Lý Thường Kiệt với quy mô gần 3.000 ha, thuận lợi về hạ tầng, kết nối cảng biển, sân bay, đường sắt. Ngay trong tháng 9, có thêm 16 dự án đầu tư mới. Cộng dồn 9 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên thu hút 114 dự án mới vào đầu tư, trong đó 72 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 21.000 tỷ đồng, 42 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 561 triệu đô la Mỹ. Kết quả này đưa tổng số dự án đầu tư vào Hưng Yên còn hiệu lực tính đến hết tháng 9 năm nay là 2.303 dự án với số vốn 343.800 tỷ đồng và 7,6 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh Hưng Yên có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực dồi dào cùng với những chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư thuận lợi đã giúp doanh nghiệp lựa chọn Hưng Yên là điểm đến chiến lược để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các nhà đầu tư trong các thủ tục hành chính, đặc biệt việc đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng đồng bộ, hạ tầng giao thông hiện đại mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư tiếp cận địa phương. Hưng Yên cũng đã tập trung nâng cao các chỉ số môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh như PCI, PABI và PA Index. Để thu hút đầu tư, công tác tuyên truyền và lợi thế đầu tư của tỉnh đã được đẩy mạnh với hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử về môi trường đầu tư được thiết lập trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhờ vào những nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực từ việc thu hút đầu tư, góp phần vào công cuộc giữ vững đà tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. Trong năm 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Hưng Yên đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố và tăng 2 bậc so với năm trước. Chỉ số xanh cấp tỉnh BGI đứng ở vị trí thứ 4 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc. Bên cạnh đó, Hưng Yên cũng cải thiện đáng kể về chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức CBAT. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng, với 17 khu công nghiệp trải rộng trên diện tích 4.300 ha. Trong đó, 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tiếp nhận các dự án đầu tư với cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Hưng Yên trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư FDI. Tỉnh Hưng Yên đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên sẽ có 30 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.589 ha, bao gồm 17 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và 13 khu công nghiệp tiềm năng mới. Sau năm 2030, tỉnh sẽ quy hoạch thêm 5 khu công nghiệp tiềm năng với tổng diện tích 2.460 ha theo đúng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư đã được thông qua. Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 30 tháng 9 năm 2024, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà nước đầu tư đạt hơn 27,4
1,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng hơn 17,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng trong tháng 9 năm 2024, tổng lượng vốn FDI đạt mức cao nhất trong các tháng từ đầu năm đến nay với gần 4,26 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư cả nước trong 9 tháng. Vốn đầu tư tăng thêm cũng đạt mức cao nhất từ đầu năm từ các dự án được mở rộng vốn lớn. Vốn FDI tập trung nhiều vào các tỉnh thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài, cơ sở hạ tầng sốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư như Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Giang, Ninh Thuận. Riêng 10 địa phương này đã chiếm 80,1% số dự án mới và 72,9% số vốn đầu tư của cả nước trong 9 tháng. Các đối tác đầu tư lớn nhất trong 9 tháng đều là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ châu Á. Riêng quốc gia vùng lãnh thổ dẫn đầu Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản đã chiếm tới 73,2% số dự án đầu tư mới và 75,2% tổng số vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng, sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic, sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng được đầu tư mới và mở rộng vốn trong 9 tháng. Xuất khẩu của khu công nghiệp đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2024 tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 38 tỷ đô la Mỹ kể cả dầu thô và xuất siêu hơn 36,5 tỷ đô la Mỹ không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu gần 18,2 tỷ đô la Mỹ của khu vực doanh nghiệp trong nước, là bệ đỡ giúp cả nước xuất siêu khoảng 19,8 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng. Tính lũy kế đến tháng 9 năm 2024, cả nước có 41.314 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 491,71 tỷ đô la Mỹ. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI ước đạt khoảng 314,5 tỷ đô la Mỹ, bằng gần 64% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Tổng cục Thống kê nhận định tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,82% là kết quả tích cực trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn và ở trong nước thiên tai bão lũ cũng gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất đời sống của người dân. Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, trong cuộc họp sáng mùng 6 tháng 10, GDP quý 3 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,58%, đóng góp 4,08% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,11%, đóng góp 48,88%. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo là điểm sáng với tốc độ tăng 11,41%, cao nhất của cùng kỳ các năm trong 6 năm gần đây. Khu vực dịch vụ tăng 7,51%, đóng góp 47,04%. Tính chung 9 tháng, GDP ước tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê cho rằng mức tăng trưởng 9 tháng là khả quan trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn bất ổn từ lạm phát gia tăng, xung đột địa chính trị đến suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia. Trong nước, thiên tai bão lũ cũng gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất đời sống của người dân. Việc đạt được mức tăng trưởng này cho thấy nước ta đã chủ động kịp thời thích ứng với biến động của nền kinh tế toàn cầu, khắc phục hiệu quả những tác động tiêu cực của thiên tai và duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cơn bão số 3 vào tháng 9 nên tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ các năm trước. Giá trị tăng thêm khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng tăng 3,2%, chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2020 trong giai đoạn 2020-2024 và đóng góp 5,37% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,19%, đóng góp 46,22%, trong đó sản xuất của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng tăng 8,34% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 2,71% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng với tốc độ tăng 9,76%,
đóng góp 2,44 điểm phần trăm, ngành xây dựng tăng 7,48%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm. Các ngành thương mại, du lịch, vận tải cũng duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 9 tháng tăng 6,95% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 9 năm 2024, cả nước có 11.200 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 92.800 tỷ đồng và gần 63.000 lao động. So với tháng 8, con số này giảm 16,3% về số doanh nghiệp, 25,5% về vốn đăng ký và 12,3% về số lao động. So với cùng kỳ năm trước, năm nay đã giảm 5% về số doanh nghiệp, giảm 5,8% về vốn đăng ký và 16,3% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,3 tỷ đồng, giảm so với cả tháng trước và cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, gần 6.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 23,7% so với tháng trước, nhưng tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo quý 3 cho thấy sự lạc quan nhất đến từ các khu vực doanh nghiệp FDI, với 84,8% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 tốt hơn hoặc ổn định so với quý 3. Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và nhà nước lần lượt là 81,7% và 81,1%. Về khối lượng sản xuất và đơn đặt hàng, cả trong nước và xuất khẩu đều cho thấy sự lạc quan tương đối với tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tăng trưởng trong quý 4 cao hơn so với quý 3.